Các bạn thân mến, đã đến lúc gói gọn một ngày rồi. Đây là thời điểm mình dành cho riêng mình. Món quà của đêm khuya, món quà của sự tĩnh lặng. Và bây giờ, bạn hãy chọn một không gian thích hợp. Chiếc giường quen thuộc, hoặc là một góc nhỏ riêng tư, nơi mình có thể thư giãn một cách bình yên và thư thái. Ngồi xuống với tư thế dễ chịu và thoải mái, giữ cho lưng thẳng, đôi mắt có thể nhắm lại hoặc khẽ mở dịu dịu, hướng ánh nhìn vào một điểm đã chọn ở phía trước mặt. Đó có thể là một bông hoa, là một bức tranh phong cảnh, một ngọn nến, hay là thứ gì đó khác mang lại sự dễ chịu và thư giãn. Và bây giờ, mình hướng mọi sự chú ý của cơ thể vào hơi thở. Hãy cảm nhận có một luồng không khí trong mát đang được hít vào, tràn ngập muôn nơi, rồi chậm chậm thở ra. Tiếp tục hít vào, giữ hơi thở thật sâu trong vài giây. 1, 2, 3, rồi nhẹ nhàng thở ra. Hít vào, mình biết mình đang hít vào sự trong lành của màn đêm yên ả. Giữ nhẹ sự trong lành ấy, rồi khi thở ra, ta thấy yên bình, dịu nhẹ. Hít vào, mình hít vào sự thư thái. Một ngày dài giờ sắp hết, cảm nhận sự thư thái đó đang vỗ về, chăm sóc. Thở ra, mình biết giấc mộng lành đang dang rộng vòng tay chờ đón. Từ buổi sớm mai cho đến khi màn đêm bao phủ, đã có biết bao chuyện. Mình đã gặp gỡ người này, người nọ, đã làm việc này rồi, việc kia, bận rộn và hối hả. Đã có bao quyết định được lựa chọn, bao hành động được thực hiện, nhưng bây giờ thì mọi thứ đã ở ngoài cánh cửa kia rồi, đã lùi thành quá khứ. Còn hiện tại, mình đang ở cùng với mình trong tĩnh mịch và yên bình. Nhìn lại toàn bộ một ngày đã qua như một tấm phim đang được diễn ra lại một lần nữa. Trong tâm trí, mình sẽ chọn ra những kỷ niệm đẹp, những giây phút đáng ghi nhớ để lưu giữ lại trong một vài giây tới đây. Trong lòng bàn tay, giờ đây là vô khối những khoảnh khắc đẹp đẽ. Mình
mỉm cười với chúng một lần nữa, rồi lựa chọn một góc trong trái tim để cất giữ những cảm xúc, những hình ảnh mến yêu ấy, để mỗi khi cần, chúng sẽ trở thành những viên ngọc quý giá để thấy cuộc đời này vẫn thật đẹp làm sao. Biết rằng mọi thứ khi đã xảy ra thì đều có ý nghĩa riêng của nó. Vậy nên chẳng chần chừ, vào lúc này mình gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người và những sự kiện đã xuất hiện trong ngày, từng người, từng việc. Cảm ơn vì đã đến với tôi, cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau, vui có, buồn có, yêu thương hoặc giận dỗi, mộng mơ hay vui vẻ. Tất cả đều cho tôi những góc nhìn mới về cuộc đời, cho tôi những bài học sâu sắc và mang lại cả những cơ hội để hiểu bản thân mình hơn. Nhờ đó mà tôi mạnh mẽ và uyển chuyển thêm. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn tất cả. Giờ thì hãy cùng tôi có một đêm thật ngon giấc. Và bây giờ đã đến lúc trở lại với căn phòng ấm áp, nhẹ nhàng ngả lưng trên chiếc đệm ấm êm, nhẹ nhàng cảm nhận sự thoải mái của các bộ phận trên cơ thể khi chúng được thư giãn và duỗi dài, thư thái. Một lần nữa, hít vào một hơi thật sâu, thấy hơi thở mới ngọt liệm làm sao. Rồi lại hít vào một hơi nữa, thấy bản thân thật nhẹ, bởi mọi thứ giờ đây thật bình an và yên ổn. Mình thấy có một luồng hơi ấm đang tràn vào khắp cơ thể. Luồng hơi ấm ấy như một dòng chảy của suối khoáng nóng đang phổ về và chăm lo, săn sóc cho từng bộ phận của cơ thể. Dòng hơi ấm massage nhẹ nhàng từ gót chân lên đến đầu gối. Dòng hơi ấm ấy tiếp tục lan đến phần hông. Khi dòng hơi ấm đi đến đâu, cơ thể thư giãn đến đó. Thế rồi, dòng hơi ấm tiếp tục lan tỏa, đi lên phía trên từng bộ phận và chạm tới các tế bào trong khoang bụng, rồi đến khoang ngực. Dòng hơi ấm cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lan rộng mãi, ôm ấp và phủ về, rồi lan tỏa tới đôi cánh tay trong thư thái và thoải mái. Tiếp đó, dòng hơi ấm chạm đến phần vai, cổ, gáy, sau cùng là đỉnh đầu, ôm gọn mái tóc trong vòng tay ấm áp.
luôn khí nóng cứ nhẹ nhàng chăm sóc, rồi khẽ vỗ về, hệt như lời hát ru của thời thơ ấu, đưa mình vào giấc ngủ êm đềm, nhẹ lân. Ngày hôm nay đã hết rồi, đâu còn chút chi để vướng bận, bởi một ngày mai sẽ đong đầy sự thư thái và bình an. Một ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới, một ngày với đầy đủ ý nghĩa và thật trọn vẹn. Và giờ là lúc để cho bản thân chảy trôi, thoải mái, thật thư giãn trong vòng tay của giấc mơ thật êm, những giấc mơ yên lành. Bạn thân mến, cảm ơn các bạn đã thiền cùng mình. Và bây giờ, chúc bạn có một giấc ngủ ngon.